Sự thật clip cậu bé nói mẹ con mất rồi ở chốt kiểm dịch khiến netizen ngỡ ngàng. Vài ngày qua, đoạn clip ghi lại cảnh một cậu bé đi xe đạp, đưa đồ qua chốt kiểm dịch và nói mẹ mất rồi tại phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, được chia sẻ rộng rãi và khiến nhiều người xúc động. Trong đoạn clip, một cậu bé đi xe đạp, đeo khẩu trang, đội mũ, trên xe còn treo một túi đồ đang được chiến sĩ công an tại chốt kiểm dịch gọi vào hỏi chuyện. Chiến sĩ công an nhẹ nhàng hỏi, con đem đồ gì cho ai? Cậu bé vừa chỉ tay ra phía xa vừa nói, con đem cho bà ngoại. Thấy vậy, chiến sĩ công an liền hỏi, sao mẹ con không đưa mà con lại đi? Nghe câu hỏi của chú công an, cậu bé cúi gằm mặt, lý nhí trả lời, giọng nghẹn lại như sắp khóc, mẹ con mất rồi. Ngay đến đây, chiến sĩ công an liền vỗ vai an ủi cậu bé, còn dặn dò, rồi chú thương không có đi ra ngoài nữa nghe, đưa đồ cho bà ngoại xong rồi về, đi ra ngoài đang có dịch bệnh nghe không? Cậu bé sau khi nghe lời căn dặn của chú công an, im lặng cúi đầu rồi đạp xe tiếp. Tuy nhiên, sau khi đoạn clip được chia sẻ rộng rãi, nhiều người mới té ngửa về sự thật phía sau hoàn cảnh của cậu bé này. Theo đó, một người phụ nữ đã tìm đến tận nhà của cậu bé quay lại toàn cảnh ngôi nhà. Hôm qua người ta hỏi sao, cho cô hỏi nè. Ngày hôm qua chú công an hỏi con nói gì, con bảo là cha mẹ con chết rồi đúng không? Con sợ con nói vậy phải không? Đây là nhà của em bé, tuổi 28, tôi đã tìm ra được rồi đó nhan. Rồi ra xe đạp đứng giùm để tôi chụp tấm hình kỷ niệm nào. Người phụ nữ vừa nói vừa yêu cầu cậu bé ra đứng cạnh chiếc xe đạp để chụp tấm hình. Sau khi quay hình cậu bé, người phụ nữ tiếp tục giải thích. Tại vì cái vụ này nè, bây giờ nói cha mẹ chết, thành ra người ta thấy ví dụ thằng này có khó khăn như vậy thì người ta sẽ hỗ trợ. Bây giờ thấy chưa, nhà trong này nè. Tiếp đó, người quay clip quay ra nói với người phụ nữ đứng ở cửa. Còn chị này là bà ngoại đúng không? Người phụ nữ đáp mình là mẹ của cậu bé. Người quay clip tiếp tục hướng máy quay về mẹ cậu bé và nói, mẹ cậu bé chụp tấm hình làm kỷ niệm luôn. Đoạn clip sự thật về cậu bé sau khi xuất hiện trên các diễn đàn mạng xã hội đã nhận về không ít các ý kiến trái chiều. Theo đó, một số người cho rằng cậu bé nói dối là sai, nhưng vì cháu còn bé, vì sợ nên lỡ nghịch dại chứ không đáng bị quay video bóc mẽ. Trong khi đó, một số khác chỉ trích hành động của người phụ nữ quay clip đã đến tận nhà của cậu bé còn bóc mẽ quay tận mặt cậu bé. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và sự phát triển của trẻ nhỏ trong tương lai. Bé nói dối như vậy là sai, nhưng mà bé vẫn còn nhỏ, chắc lúc đó sợ quá nên mới nói vậy thôi, tài khoản TH bày tỏ. Cậu bé nói dối thì chỉ cần tới nhà xác minh, nếu không đúng như vậy thì khuyên bé đừng nói dối và đăng thông tin đơn thuần cho mọi người cùng biết. Đằng này người phụ nữ quay clip còn kêu bé tới chụp với chiếc xe đạp, bé phạm tội gì nên chụp làm bằng chứng hả bạn? Rồi tới lượt mẹ bé nữa, liên quan gì kêu mẹ bé chụp ảnh? Người phụ nữ này không có quyền làm việc đó, tài khoản HQ phân tích. Người phụ nữ làm rõ hiểu lầm để mọi người biết rõ sự thật như vậy cũng tốt, đúng là cậu bé đã làm sai thật, nhưng có cần thiết phải bóc mẽ đòi chụp ảnh quay cận mặt bé như vậy không? Tài khoản TD viết. Cậu bé sai thì có thể chấn chỉnh một cách văn minh và nhẹ nhàng nhất. Hành động như người phụ nữ trong đoạn clip có thể ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ nhỏ, đến tương lai của bé sau này, tài khoản CD viết. Liên quan đến tình hình phòng chống dịch COVID-19, mới đây đoạn clip nhóm người lao xe qua rào cách ly, mặc kệ nhân viên y tế năn nỉ như bật khóc khiến netizen không khỏi bức xúc. Đoạn clip được một tình nguyện viên từ Thái Bình chia sẻ với dòng trạng thái, cô chú cứ phá chốt thế này biết bao giờ bọn con mới được về đây. Được biết, sự việc xảy ra tại chốt cách ly thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, đoạn video ghi lại hình ảnh gần chục người dân phá dỡ chốt cách ly để đi ra ngoài. Hành vi vi phạm rành rành của nhóm người dân thiếu ý thức khiến người xem vô cùng giận dữ. Nhưng điều gây chú ý là giọng nói như bật khóc của các nhân viên y tế, cố năn nỉ người dân chấp hành nhưng bất thành. Lúc này, mặc dù có rất nhiều nhân viên y tế ở đó nhưng nhóm người này vẫn bất chấp tháo rào chắn phóng xe máy qua. Một nam nhân viên y tế chạy theo giọng khản đặc như bật khóc. Anh chị kỳ quá, em đã cách ly rồi mà các anh chị làm gì vậy? Biết bao giờ mới hết dịch đây? Sau đó nhiều người khác cũng cất giọng năn nỉ. Anh chị quay lại đi, anh chị ơi. Tuy nhiên đoàn người vẫn đi, mặc kệ những lời thuyết phục và trước sự ngỡ ngàng của nhân viên y tế. Mất một lâu đứng chôn chân trước hành động quá đỗi ngang nhiên của nhóm người này, nam nhân viên y tế mới vội đi ra kéo lại chốt chặn. Sau đó một người phụ nữ định cố tình lao qua thì bị ngăn lại và trình bày nhiều lý do biện minh cho hành động của mình. Do không thể ngăn cản được nhóm người trên, một nhân viên y tế đã quyết định dùng điện thoại ghi lại sự việc để công an khu vực làm việc. Ngay sau khi đăng tải đoạn clip ghi lại sự việc đã khiến dư luận phẫn nộ. Trong lúc tình hình dịch bệnh căng thẳng, mỗi người dân hãy có ý thức hơn trong việc tuân thủ quy định phòng chống dịch, cùng lực lượng tuyến đầu vượt qua những khó khăn trước mắt, nỗ lực vì mục tiêu lâu dài và duy nhất thắng giặc COVID-19 để cuộc sống bình yên trở lại.